có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng ngay sau đó lại trở thành bệnh nhân F0, khiến nhiều người bị lỡ lịch tiêm. Vậy sau khi khỏi bệnh bao lâu thì được tiêm phòng trở lại? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn theo dõi clip sau. Theo bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người dân sau khi khỏi COVID-19 và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, hồi phục sức khỏe có thể tiêm vaccine COVID-19, bao gồm các liều vaccine cơ bản và mũi tiêm nhắc lại. Như vậy, việc tiêm phòng vào thời gian nào sau khi khỏi COVID-19 phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người dân. Thông thường, người bệnh sau khi khỏi COVID-19 sẽ hồi phục sức khỏe sau 2 tuần đến 1 tháng. Khi tiêm vaccine COVID-19 có thể có phản ứng thông thường như mệt mỏi, đau nhức, sốt. Vì vậy, nếu sức khỏe chưa phục hồi, lại thêm những phản ứng sau tiêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Bởi vậy, người dân cần theo dõi sức khỏe khi cảm thấy sức khỏe đã phục hồi mới tiêm vaccine. Để nhanh hồi phục sau khi khỏi bệnh, người dân cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, ngủ đủ giấc, tránh các thói quen làm ảnh hưởng tới giấc ngủ như không uống trà, cà phê trước khi đi ngủ, tránh ăn khuya và sử dụng đồ điện tử trước khi đi ngủ. Đảm bảo đủ dinh dưỡng bằng cách cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Cùng với đó là uống đủ nước, vận động và tập thể dục nhẹ nhàng.